Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn dùng điện thoại iPhone à, đôi khi các bạn có những cuộc gọi đến từ người thân, bạn bè à, nhưng mà các bạn để chuông à, theo một cái chế độ chuông. Ví dụ như các bạn để một bản nhạc chuông mặc định để khi có cuộc gọi đến nó reo lên. Nhưng các bạn đang làm một công việc gì đó, các bạn muốn biết xem là trực tiếp người nào gọi đến, các bạn không cần phải chạy đến. Ví dụ các bạn đang để máy ở một cái bàn chẳng hạn, các bạn đứng rất xa nhưng mà các bạn không biết ai gọi đến, thì trên iPhone có một cái tính năng mình nghĩ là các bạn cũng đã dùng rồi, và đó là tính năng đọc tên người gọi đến trên điện thoại iPhone. Tính năng này rất là hay đấy, khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình vừa giới thiệu vừa nêu, các bạn không cần phải đến gần máy, các bạn vẫn nghe được ai gọi đến và các bạn có thể quyết định cuộc gọi đó có cần thiết để nghe không, thì các bạn cùng mình bật cái tính năng này lên nhé. Để sử dụng được tính năng đọc tên người gọi mỗi khi có cuộc gọi đến thì các bạn hãy thao tác cho mình như sau. Đầu tiên các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cho mình mục trợ năng nhé. Thì đầu tiên các bạn phải chọn cho mình cái ngôn ngữ để cuộc gọi đến đọc, đó là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì đa số là các bạn chọn tiếng Việt rồi. Và trong cái mục đó thì các bạn sẽ chọn cho mình mục nội dung được đọc, các bạn sẽ click vào. Trong mục nội dung được đọc này, các bạn phải chuyển cho mình cái ngôn ngữ. Ví dụ như bạn nào mà đang để tiếng Anh, các bạn hãy chuyển thành tiếng Việt ở cái phần là ngôn ngữ mặc định ở đây nhé. Các bạn click vào thì nó chọn là ngôn ngữ hiện tại. Nếu mà ngôn ngữ hiện tại của các bạn chọn là ngôn ngữ nào thì nó sẽ là cái ngôn ngữ đó. Tuy nhiên để chắc chắn thì các bạn sẽ click luôn vào cho mình cái mục là tiếng Việt ở đây. Bạn nào mà đang ngôn ngữ là tiếng Anh thì các bạn hãy tìm thành ngôn ngữ tiếng Việt và các bạn sẽ tích vào thành tiếng Việt cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ quay lại này. Trong cái mục bây giờ các bạn trở ra phần cài đặt cho mình tiếp này. Và các bạn sẽ kéo đến cho mình cái phần là điện thoại nhé. Các bạn kéo xuống cho mình mục điện thoại ở đây. Đó, trong mục điện thoại này các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần là điện thoại. Và trong mục điện thoại này các bạn sẽ nhìn xuống cho mình cái phần là thông báo cuộc gọi. Các bạn nhìn đây của mình đang để là 0 nhé. Đây, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đó, đây này, của mình đang để là 0. Thì nó chỉ bình thường gọi đến nó chỉ có chuông thôi. Nhưng các bạn bây giờ sẽ chọn cho mình là luôn luôn ở trên đầu này nhé. Đó, luôn thông báo cuộc gọi đến. Đó, thì khi mà các bạn có một cuộc gọi đến nào đó thì ngay lập tức cái điện thoại của các bạn nó sẽ đọc tên theo cái danh bạ mà các bạn lưu. Ví dụ như bạn A này, bạn B này, bạn C này, nó sẽ đọc như thế nhá. Đó, các bạn chọn cho mình là luôn luôn. Như vậy chỉ với hai bước như thế thì các bạn đã bật được cái tính năng gọi tên, đọc tên người cuộc gọi đến khi mà các bạn có cuộc gọi đến, để các bạn có thể biết được người đó là ai, để các bạn có thể nghe máy nhé. Mình thấy tính năng này khá là hay đấy. Những bạn nào mà chưa áp dụng hoặc là chưa bật tính năng này lên thì các bạn hãy nhanh chóng các bạn bật lên nhé. Mình nghĩ là nó rất cần thiết cho các bạn trong một số các trường hợp như mình vừa nêu ở trong đầu video. Và nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì nhớ các bạn ủng hộ mình một nút like và bình luận phía dưới phần bình luận video giúp mình. Những bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình thì các bạn hãy ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đừng bỏ lỡ các cái video hàng ngày của mình.